Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 56.7 Galaxy 19. Và ngày hôm nay tiếp tục với các vấn đề liên quan đến Iran, Iraq khá là nghiêm trọng sau khi Bộ Quốc phòng tuyên bố là yêu cầu tất cả những nhân viên dân sự phải rút ra khỏi Iraq vì tình trạng căng thẳng. Hiện nay chúng tôi sẽ đưa đến vấn đề này. Ngoài ra, ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ phải trở sang Bắc Kinh tiếp tục các cuộc thảo luận về thương mại với phía Trung Quốc. Thế nhưng vào sáng hôm nay thời tiết như thế nào thôi? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, sáng ngày hôm nay thì trời tiếp tục âm u, nhưng mà cái cơ hội mưa sẽ giảm đi rất là nhiều. Chỉ có dự báo thời tiết cho thấy là bắt đầu vào khoảng 9-10 giờ tối thì mới có khoảng 5% trời mưa, nhưng mà cũng không có nhiều, thưa quý vị. Và ngày hôm nay nhiệt độ ở Westminster và Garden Grove giữ ở mức là 68 độ, nhưng mà ngày mai chắc chắn 100% là trời sẽ mưa, mà còn có gió lớn nữa. Cho ngày mai quý vị bước ra khỏi nhà từ buổi sáng là nhớ mang theo cây dù. Đến thứ sáu chúng ta sẽ có một ngày trời nắng đẹp và nhiệt độ lên trở lại vào thứ sáu. Giờ thứ sáu giữ ở mức là 70 cho đến 73 độ, thưa quý vị. Tình hình tài chính ngày hôm nay, thưa quý vị, ngay bây giờ thì giới đầu tư có vẻ lạc quan, mới mở cửa trở lại. Thế nhưng chúng tôi cũng nhận được những bản tin từ Reuters cho thấy cũng không có gì lạc quan. Cho nên chưa biết được cái con số màu xanh này còn hiện hữu cho đến 1 giờ chiều nay California, tức là giờ đóng cửa thị trường chứng khoán hay không. Dow Jones bây giờ lên được 22 điểm, Nasdaq lên 50, S&P 500 lên 7 điểm. Lý do là giới đầu tư có vẻ để qua một bên vấn đề chiến tranh, bởi vì đối với họ bây giờ nếu mà tiếp tục nghĩ đến vấn đề này đó thì chưa có phương hướng giải quyết. Ngay bây giờ họ chưa biết phương hướng giải quyết như thế nào. Họ chỉ dựa vào lời Tổng thống Trump tuyên bố rằng là vị trí, vị thế của Hoa Kỳ đối với thế giới ngày nay rất là mạnh. Họ vẫn tin tưởng vào nền kinh tế vững chãi của Hoa Kỳ để đương đầu với Trung Quốc. Và theo lời Tổng thống Trump, cuối cùng chúng ta sẽ thắng, thưa quý vị. Với một phần họ nói rằng các cuộc thảo luận vẫn còn tiếp tục chứ chưa có bế tắc. Không có bế tắc, mà Tổng thống Trump cũng nói là không có vấn đề bế tắc ở đây. Và ở thị trường châu Á, họ xem thị trường Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ ngày hôm qua lên gần 300 điểm, thưa quý vị, vào lúc đóng cửa. Và vì thế thị trường của Thượng Hải, Hồng Kông hôm nay đều tăng cả. Phân lời 10 năm xuống tiếp tục 2,318%. Điều này có nghĩa là giới đầu tư không mua công trái phiếu nhiều. Và khi quý vị thấy đó, họ nhảy vào mua công trái phiếu nhiều, và vì thế đã đẩy cái phân lời đi xuống. Khi có nhiều người mua thì phân lời đi xuống, mà ít người mua thì phân lời sẽ đi lên. Phân lời đi lên để hấp dẫn giới đầu tư, thưa quý vị. Và những cái con số này đã giúp cho thị trường địa ốc có khả năng tăng trở lại. Sau khi tin tức chúng tôi ghi nhận là ở riêng quận Cam Los Angeles, cái thị trường địa ốc đã giảm thiểu tới 20%. Và bây giờ xem ra những người họ muốn bán nhà đã, họ đang tìm cách để bán được căn nhà này. Cái số lượng nhà bán ở quận Cam và Los Angeles đã tăng, nhất là khu vực Anaheim. Trong bản tin chúng tôi ghi nhận là Newport Beach, Huntington Beach, South Coast đều có cái số nhà đang bán rất là nhiều, thưa quý vị. Trong khi đó giá dầu thì sao? Dầu chỉ lên có 9 cent mà thôi, ở mức 61 đồng 87 cent, vàng xuống 30 cent còn có 1.296 đồng mà thôi. Vâng, thưa quý vị, sự nghiệp của anh Tiger Woods tưởng là mới vừa sáng sủa thêm một chút thì
Hiện nay được biết là anh này ảnh đang đối diện với một cái đơn kiện liên quan đến một cái người thanh niên. Anh này là nhân viên của một cái quán bar mà Tiger Woods mở chung với người bạn gái ở tại Florida. Thì cái đơn kiện từ gia đình người thanh niên này cho rằng người thanh niên này bị chết là bởi vì cái sự bất cẩn tắc trách của những người lãnh đạo của cái quán bar, và cái đơn kiện chỉ đích danh Tiger Woods và người bạn gái. Thì cái sự việc xảy ra là vào ngày 10 tháng 12 thưa quý vị. Nick Immersberger, 24 tuổi, nhân viên của cái nhà hàng có cái tên, nhà hàng quán bar có cái tên là The Woods Jupiter. Anh này theo như đơn kiện từ gia đình á, nói là vào 3 giờ chiều ngày hôm đó ảnh xong cái ca làm, nhưng mà ảnh ngồi lại quán bar và ảnh uống tới 6 giờ, sau đó ảnh leo lên cái chiếc Corvette ảnh lái đi, nhưng mà rồi lái quá tốc độ và cái chiếc xe bị đụng vô một cái cây, ảnh bị chết ngay tại chỗ. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái đơn kiện gia đình của người thanh niên này nói rằng cái anh này ảnh có cái lịch sử là bị nghiện rượu và phải thường xuyên đi những cái buổi họp dành cho những người cai nghiện thưa quý vị. Thì cái chuyện này tất cả nhân viên cũng như là Tiger Woods và người bạn gái là manager của cái quán bar này biết, nhưng mà họ không có ngăn cản ảnh uống. Đơn kiện còn cho rằng chỉ một ngày trước khi mà tai nạn xảy ra thì Tiger Woods còn xuất hiện ở đó và uống rượu chung với những người nhân viên, trong đó có anh Nick này, và uống đến độ mà cái người của ảnh này ảnh không có còn tỉnh táo nữa. Và được biết là gia đình này cũng cáo buộc là sau khi mà cái vụ tai nạn xảy ra thì Tiger Woods đã yêu cầu các nhân viên xóa đi hình ảnh mà Tiger Woods uống rượu chung với các nhân viên vào một ngày hôm trước. Thì đó là cái đơn kiện của gia đình, họ nói là như vậy. Nhưng mà hiện nay cảnh sát vẫn chưa cho biết là họ có mở cuộc điều tra Tiger Woods hay là không. Làm cho tôi liên tưởng đến cái việc một người cầm súng đi bắn người khác rồi kiện cái tiệm súng là tại sao bắn súng cho cái người đó, phải không ạ? Dạ vâng. Cái chuyện đó là do một cá nhân này, còn cái chuyện người ta bán rượu thì cũng phải bán thôi. Lý do chính là vì họ biết Tiger Woods có quá nhiều tiền cho nên kiện lấy được bao nhiêu thì lấy. Thế còn chuyện cá nhân của một, tại sao gia đình của mình không tìm cách ngăn cản anh đi uống rượu, để cho anh đi uống rượu rồi bây giờ kiện cái tiệm rượu bán rượu cho anh. Một bức ảnh mà chúng tôi phải dành thì giờ nói ngày hôm nay thưa quý vị, nó đã xảy ra từ vài ngày qua, nhưng mà ngày hôm qua thì chính thức trên số các cơ quan truyền thông, trong đó có Đài Voa mới đăng. Đó là bức ảnh của Phật Thích Ca được chụp kế bên Hồ Chí Minh, đấy, bức tranh được vẽ lên thưa quý vị. Và những người mà Phật tử thì họ nhìn vào thì có rất nhiều, kể cả các nhà nghiên cứu về Phật Pháp thì họ cũng lắc đầu luôn. Và họ nói với các vị sư quốc doanh ở trong nước này thì cái việc mà ca tụng Hồ Chí Minh với nhà nước Việt Nam Cộng sản đã lên một cái mức gọi là không thể tưởng được, quá đáng và vô nhân đạo. Bởi vì đạo giáo của con người không cho phép nâng một cái tên đã bị, đối với người thì nạn chúng ta xem như tên đồ tệ và tội đồ của dân tộc, thì cái chuyện ở nước ngoài mình không nói rồi, nhưng mà ở trong nước đó Phật tử cũng phẫn nộ khi nhìn thấy đưa một cái tên mà vô thần. Và chúng tôi nghĩ ngay cả khi mà ông Hồ Chí Minh mà còn sống đó, hoặc là sống lại đó, ông cũng rất là khó chịu với bức ảnh này. Ông nói tao không có tin Phật, không có tin Chúa, mà tại sao tụi bay dám đưa hình tao lên để kế bên Đức Phật như thế này. Mà chính ông cũng nghĩ là cái điều đó cũng là bất kính nữa. Thế nhưng đối với mấy ông sư quốc doanh ở trong nước, ông vẽ lên bức tranh này và ông nói là quý vị thấy ông Thượng Tọa Thích Thanh Quyết. Và tại sao gọi là sư quốc doanh? Bởi vì ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam Cộng sản khóa 14. Ông đứng để công bố bức tranh. Một cái điều phạm thượng và bất kính hơn nữa đó là bên phía Phật giáo ở trong nước, Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội thì gán nói rằng ngày Phật đản năm nay rơi đúng vào ngày sinh của Hồ Chí Minh. Oh. 19 tháng 5. Ở trong nước là Phật đản 19 tháng 5, và họ nói đây là một cái điều giống như là hiếm hoi và mầu nhiệm vậy đó. Cho nên họ mới ghép vẽ bức ảnh này để
chính thức là triển lãm vào ngày 18 này, thưa quý vị. Triển lãm trong mấy ngày đó, và nhân ngày sinh của Hồ Chí Minh. Bức tranh mang tên là Đạo Pháp và Dân Tộc, và được mô tả vẽ dựa trên tinh thần Phật Tổ và tư tưởng Hồ Chí Minh. Dựa trên tinh thần Phật Tổ và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và thậm chí họ thêm một cái chữ nữa: tư tưởng Hồ Chí Minh của người Việt Nam, được ra mắt tại buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội hôm 10 tháng 5. Và không biết bao nhiêu người lên mạng để chửi rủa cái bức tranh này, thưa quý vị. Tưởng tượng xem, người Công giáo mà thấy Chúa Giêsu và Hồ Chí Minh được ghép kế bên nhau, tưởng tượng là Hồ Chí Minh sinh vào tháng 12, chắc cũng ghép luôn cái hình của Chúa Giêsu hài đồng với hình ảnh của Hồ Chí Minh luôn. Không hiểu được, thưa quý vị. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.